Tiếp theo là các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bên lề lễ ký Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu tại Kazakhstan. Tối qua 29 tháng 5 theo giờ Việt Nam, bên lề lễ ký chính thức Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp chung với Thủ tướng các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu. Trong khuôn khổ cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại mỗi nước, những chính sách ưu đãi sẽ dành cho nhau trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do và cùng thảo luận về các biện pháp triển khai hiệp định sau khi được ký kết. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến từ Liên minh Kinh tế Á-Âu trong những lĩnh vực tiềm năng như khai khoáng, chế biến khoáng sản, năng lượng, khai thác và chế biến dầu khí, chế tạo máy, hóa chất, du lịch. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh mở rộng đầu tư sang các nước thành viên liên minh trong các lĩnh vực có thế mạnh như công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, khai thác dầu khí. Thủ tướng các nước thành viên liên minh đều bày tỏ mong muốn tăng cường củng cố quan hệ với Việt Nam, qua đó mở rộng hợp tác với các nước ASEAN nói riêng và hướng đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Tin tưởng với vai trò vị thế ngày càng được nâng cao ở khu vực, Việt Nam sẽ tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ Liên minh Kinh tế Á-Âu kết nối hiệu quả với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cũng trong tối qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Thủ tướng Kazakhstan Karim Massimov. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn quan tâm phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và coi Kazakhstan là đối tác quan trọng tại khu vực Trung Á. Thủ tướng Kazakhstan tin tưởng hai bên sẽ triển khai tốt những nội dung đã được thông qua trong hiệp định. Thủ tướng khẳng định lãnh đạo và chính phủ Kazakhstan luôn ủng hộ việc mở rộng tăng cường hợp tác với Việt Nam, sẽ nỗ lực để hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu và hiệu quả. Trong cuộc gặp, Thủ tướng hai nước cũng trao đổi về tình hình phương hướng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nhân văn, hợp tác địa phương. Bên lề lễ ký Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, tối qua tại Kazakhstan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Kyrgyzstan Sariyev, bày tỏ sự hài lòng trước kết quả tích cực của công tác đàm phán và việc ký chính thức Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện này, coi đây là bước đột phá trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên của Liên minh, đề nghị Bộ ngành Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ cùng nhau triển khai hiệu quả hiệp định này. Trong khuôn khổ cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Sariyev thống nhất thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, nhất là trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu vừa được ký kết. Hai bên nhất trí trước mắt tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương, trong đó xem xét đàm phán và ký kết các văn bản hợp tác trong lĩnh vực thuế, bảo hộ đầu tư, kiểm dịch, động thực vật. Nhân dịp chuyến công tác tại Cộng hòa Kazakhstan, chiều 30 tháng 5 tại thủ đô Astana, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã tới thăm gặp mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Kazakhstan. Vui mừng gặp cán bộ nhân viên Đại sứ quán và bà con người Việt tại Kazakhstan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Kazakhstan. Thủ tướng đã thông báo một số nét về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam, đề cập đến tầm quan trọng của việc Việt Nam ký Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu và cho rằng đây là bước đột phá thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và 5 nước thành viên liên minh. Nhấn mạnh Kazakhstan là nước có vị trí quan trọng tại Trung Á, có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại địa phương tiếp tục tìm kiếm cơ hội xúc tiến hợp tác giữa Kazakhstan với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, hợp tác lao động, góp phần đẩy mạnh kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước.